tin mới nhất vụ 3 phụ nữ tử vong vì nhậu liên tục ở cái nước Cà Mau. Vụ tránh ngôi nhà khóa trái bên ngoài khiến hai em nhỏ tử vong, nhiều hỗ trợ cho gia đình bị nạn thương tâm. Sát hại vợ vì bị yêu cầu ly hôn rồi tự sát, bị truy bắt kẻ buôn lậu ném 30.000 viên thuốc tân dược xuống đường. Năm thanh thiếu niên ở Hà Nội mang dao săn mồi lúc nửa đêm. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi bản tin sáng trên kênh YouTube Bảo dân Việt, cập nhật thông tin mới nhất về tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, sau đây sẽ là nội dung chi tiết xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, mới đây cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Cần Duộc cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam đối với Bùi Hoàng Phúc, 30 tuổi, cụ tại ấp Tân Quý, xã Tân Tập, huyện Cần Duộc để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 23 tháng 7, anh Đỗ Lưu Hoài Bảo, 24 tuổi, ngụ thị trấn Cần Duột, huyện Cần Duột, đang ngồi chơi trong tiệm Internet khu phố Hòa Thuận 2, bị kẻ gian lấy cắp xe máy biển số 62 n 1 Trích xuất camera khu vực này, cảnh sát hình sự huyện nhân dạng đối tượng cùng phương tiện chạy ra hướng quốc lộ 50. Ra soát khu vực này, công an phát hiện Phúc đang cầm xe vừa trộm tại tiệm cầm đồ khu phố Hòa Thuận 1, thị trấn Cần Duột nên tiến hành bắt giữ. Mở rộng điều tra, Phúc khai đã thực hiện trót lọt hai lần lấy xe máy đem đi cầm. Cụ thể, ngày 21 tháng 11 năm 2021, đối tượng trộm xe máy biển số 62M185938 tại tiệm Internet thuộc khu phố 4 thị trấn Cần Duột. Đến ngày 9 tháng 7 năm 2022, Phúc tiếp tục lấy trộm xe máy biển số 62M149316 tại tiệm Internet thuộc khu phố 3, thị trấn Cần Dục. Cả ba vụ trộm đều đem cầm xe lấy trộm tại tiệm cầm đồ thuộc khu phố Hòa Thuận 1. Không chỉ trộm xe, Phúc còn trộm linh kiện máy tính ở một số tiệm Internet đem bán để lấy tiền tiêu xài. Liên quan đến vụ ba phụ nữ tử vong sau hai ngày nhậu liên tiếp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau cho biết, các nạn nhân nhập viện trong tình trạng nguy kịch, chẩn đoán là do so ngộ độc rượu. Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau, bà NTL và DTL nhập viện trong tình trạng rất nặng. Hai bệnh nhân bị mê man, mạch và huyết áp bằng không, phải thở máy. Mặc dù các bác sĩ đã rất tích cực cứu chữa, bù nước và lọc máu, nhưng cả hai đã không qua khỏi. Theo đó, hai nạn nhân được chẩn đoán ngộ độc rượu, nghi ngộ độc methanol cồn công nghiệp. Trao đổi với phóng viên ông Trần Hiếu Hạnh, trưởng ấp Tân Hiệp cho biết, 6 người uống rượu lấy từ nhà người quen ở xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau. Trong hai lần nhậu, 6 người đã uống khoảng 5 lít rượu, những người này là hàng xóm của nhau. Như đã thông tin ngày 20 tháng 7, bà MTM 54 tuổi tổ chức nhậu tại nhà ở ấp Tân Lập cùng NTL 37 tuổi, DTL 44 tuổi và ba người đàn ông khác trong thời gian từ 19 giờ đến 23 giờ. Đến hôm sau, sáu người tiếp tục tổ chức nhậu tại nhà bà M từ 9 giờ đến 13 giờ. Đến khoảng 21 giờ ngày 22 tháng 7, bà M, NTL và DTL có triệu chứng nôn ói, mệt, khó thở nên được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau. Tuy nhiên, bà M đã tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau đó vài giờ chị NTL và DTL cũng tử vong tại bệnh viện, riêng ba người đàn ông nhậu chung thì sức khỏe bình thường không có triệu chứng. Đại tá Nguyễn Văn Minh, trưởng công an huyện Cái Nước cho biết, gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi nên cũng khó khăn trong việc xác định nguyên nhân tử vong. Tuy nhiên, lực lượng cũng đang tiếp tục triển khai các phương pháp khác để xác định nguyên nhân chính xác. Mới đây một vụ cháy nhà đã xảy ra tại địa bàn xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh, khiến hai trong 6 em nhỏ không qua khỏi. Ngay sau khi vụ cháy thương tâm, nhiều đơn vị cùng chính quyền huyện Bình Chánh đã có những hỗ trợ ban đầu đối với gia đình. Chính quyền huyện Bình Chánh đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Lộc A đã đến thăm hỏi hỗ trợ bước đầu đối với gia đình anh Nguyễn Vĩnh Phước và chị Đào Thị Ngàn Thương. Theo lãnh đạo xã Vĩnh Lộc A, hôm qua khi biết được thông tin vụ cháy, nhiều đơn vị trong và ngoài huyện Bình Chánh đã đến thăm hỏi và chia buồn với gia đình. Cụ thể, Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh đã trao hỗ trợ 5 triệu đồng, chi hội luật sư Hội Bảo vệ quyền trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 2 triệu đồng các ban ngành đoàn thể hội phụ nữ và nhà hảo tâm trên địa bàn huyện Bình Chánh đã quyên góp ủng hộ gia đình hơn 320 triệu đồng. Số tiền này sẽ được trích chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các trẻ cũng như hỗ trợ gia đình vượt qua khó khăn. Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Bình Chánh còn vận động hỗ trợ tiền thuê nhà mới 4 triệu đồng một tháng cho gia đình bị nạn thương tâm trong vòng một năm. Theo lời kể của anh Nguyễn Vĩnh Phước, cha ruột hai em nhỏ tử vong, Bờ năm nay 10 tuổi, bờ nhớ năm đứa em, nặng nặc đòi ba đồng ý để từ Sóc Trăng lên thành phố Hồ Chí Minh gặp. Dù anh Phước có dọa sẽ bắt bờ đi bán vé số. Chiều hôm qua, bờ ở nhà trông coi năm người em để ba mẹ và người anh đầu đi làm thuê. Thấy lửa bùng lên ở tầng trệt, bờ đưa bốn em ra ban công để hàng xóm đưa xuống đất, rồi quay trở lại cứu em trai út một tuổi. Khói sọc lên gây ngạt, bờ đưa em vào nhà vệ sinh, dùng thân che chở và túi nước lên làm mát cho cả hai. Khi đám cháy được dập tắt, bờ và em trai được người dân đưa ra ngoài, chuyển vào bệnh viện cấp cứu, nhưng cả hai không qua khỏi. Hoàn cảnh kinh tế khó khăn, gia đình lại đông con, vợ chồng anh Phước đã thuê một căn nhà, một trệt, một gác lẫn ở tổ 14, ấp 6, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, với giá 3 triệu đồng một tháng làm nơi ở từ năm 2021 đến nay. Thời điểm xảy ra cháy, anh Phước và con trai lớn 15 tuổi đi làm thuê cho xưởng mộc ở thành phố Thủ Đức. Còn vợ anh làm thuê cho một xưởng gần nhà. Bé bờ 10 tuổi là anh trai lớn ở nhà trong giữ năm em nhỏ. Trước khi rời khỏi nhà, anh Phước khóa cổng và giao chìa khóa cho bé bờ giữa nhà. Người dân sống ở khu vực vụ cháy cho biết. Khi được tìm thấy, hai cháu bé đã ngất xỉu trong nhà tắm vì ngạt. Bé bờ vẫn trong tư thế lấy thân mình che chắn cho em trai. Người dân đã sơ cứu hô hấp nhân tạo và cùng lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu, nhưng hai bé đã tử vong. Thưa quý vị và các bạn, chỉ vì níu kéo tình cảm với vợ bất thành, đối tượng Lê Xuân Trường sinh năm 1963, trú tại xã Tề Lễ, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ, đã gây ra vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng rồi bỏ trốn. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Phú Thọ cho biết đã bắt giữ Lê Xuân Trường, đối tượng gây ra vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng tại xã Tề Lễ sau 3 ngày lẫn trốn. Đối tượng hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ do uống thuốc sâu tự sát. Trước đó khoảng 15 giờ 40 phút ngày 22 tháng 7, chị Lê Thị Quyên sinh năm 1993 trú tại xã Tề Lễ, đang ở nhà thì nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết. Chị Quyên vội chạy sang nhà mẹ đẻ thì phát hiện cháu trai khoảng 3 tuổi đang đứng ở sân giếng của gia đình gào khóc. Còn bên trong buồn tắm, mẹ đẻ của chị là bà Phạm Thị Trúc, sinh năm 1964, nằm bất động, trên người có nhiều vết thương. Chị Quyên hô hoáng và cùng người dân đưa bác Trúc vào bệnh viện cấp cứu tuy nhiên nạn nhân đã tử vong trước khi đến bệnh viện nhận tin báo của công an huyện tam nông phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh phú thọ đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi quá trình ra soát các trinh sát đã xác định bà trúc là người hiền lành trong cuộc sống không có mâu thuẫn với những người xung quanh tiếp tục ra giận mối nghi ngờ đều tập trung vào đối tượng trường chồng của nạn nhân Trường từng có một tiền án về tội cố ý gây thương tích, bị Tòa án Nhân dân tỉnh Phú Thọ xử phạt 4 năm tù. Sau khi ra tù, đối tượng vẫn chấn nào tật nấy rất vụ phu, sau những trận rượu là anh ta đánh vợ thập tử nhất sinh. Trước thời điểm xảy ra vụ án khoảng 10 ngày, giữa Trường và bà chốt tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Sau lần này, bà Chúc nói với các con và Trường sẽ làm các thủ tục ly hôn. Thông tin này trùng khớp với việc sau khi vụ án xảy ra, Trường cũng vắng mặt tại địa phương. Tại nhà riêng cũng thiếu một vài bộ quần áo của đối tượng. Từ các thông tin thu thập được, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Phú Thọ xác định trường là đối tượng gây ra vụ trọng án thương tâm trên. Đến 19 giờ 30 ngày 24 tháng 7, phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện đối tượng trường đang ở xã Thọ Văn, huyện Tam Nông trong tình trạng suy kiệt do uống thuốc sâu tự sát. Ngay sau khi bắt giữ trường, phòng cảnh sát hình sự đã đưa đối tượng vào bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ cấp cứu bước đầu trường đã thừa nhận hành vi phạm tội theo lời khai của trường nguyên nhân sự việc là do bà chúc muốn ly hôn còn trường thì lại muốn hàn gắn tình cảm vợ chồng trường đã nhiều lần muốn hòa giải nhưng bà chúc cương quyết không đồng ý sau đó bà Trúc không đói hoài gì đến việc ăn uống sinh hoạt của trường. Trong lúc nóng giận, thiếu kiềm chế, đối tượng trường đã gây ra cái chết thương tâm cho người vợ. Sau khi gây án, đối tượng bỏ trốn. Sáng ngày 23 tháng 7, trường đã uống thuốc trừ sâu để kết thúc đời mình, rồi lẫn trốn trên các quả đồi cho đến khi bị bắt giữ. Vừa qua, Tổ liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang cho biết, vừa phát hiện, bắt giữ và tiến hành bàn sao tăng vật cho Công an thành phố Châu Đốc An Giang, lập biên bản tạm giữ, 30.000 viên thuốc tân dược có xuất xứ từ nước ngoài, nghi vấn là thuốc nhập lậu. Trước đó, trong lúc tuần tra kiểm soát chống buôn lậu trên tỉnh lộ 995A, đoạn qua khóm Vĩnh Chánh, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tổ công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang phát hiện một đối tượng điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng phương tiện kiểm tra. Tuy nhiên, vừa phát hiện tổ công tác đối tượng tăng ga bỏ chạy. Khi đến khu vực hẻm 89 khóm 1 phường Châu Phú A, đối tượng liền ném một thùng giấy xuống đường nhằm ngăn cản sự truy đuổi của tổ công tác để tẩu thoát. Tiến hành kiểm tra thùng giấy trên, tổ công tác phát hiện bên trong có chứa 3.000 vỉ, 10 viên trên một vỉ thuốc tân dược hiệu Bromalex loại 6MG, xuất xứ nước ngoài. Nghi vấn thuốc nhập lậu trị giá hàng hóa khoảng 130 triệu đồng tổ công tác tiến hành bàn giao vụ việc cho công an thành phố châu đốc là biên bản tạm giữ số thuốc tân dược trên để tiếp tục điều tra xác minh làm rõ theo quy định cũng xuất phát từ mâu thuẫn trong gia đình một người cha đã nhẫn tâm ra tay sát hại chính con trai ruột của mình thông tin chi tiết vụ án xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi theo hồ sơ vụ án, em NNL sinh năm 2002 là con ruột của Ngọc khoảng 10 giờ 30 phút ngày 26 tháng 5 năm 2021 nam bị can đang làm thịt heo trong nhà và kêu con trai xuống phụ giúp cạo đầu heo. Sau đó lờ đi xuống nhà và nói với ngọc bố không nói chuyện đàng hoàng thì chả ai còn tôn trọng bố. Nghe vậy ngọc nổi giận cầm dao đâm con trai nhiều nhát. nạn nhân ôm ngực chạy ra ngoài kêu cứu và được mọi người đưa đi bệnh viện. Tuy nhiên do thương tích nặng nạn nhân đã tử vong. Quá trình điều tra ngọc đã thừa nhận hành vi phạm tội. Hồ sơ vụ án còn thể hiện ngọc từng bị công an quận cò vấp xử phạt hành chính vì có hành vi dùng búa đánh vợ vừa qua trên địa bàn huyện đông anh hà nội đã xảy ra một vụ cướp với hành vi rất manh động và táo tợn nhận được đơn trình báo của người bị hại công an huyện đông anh đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác minh vụ việc theo đó, hồi 9 giờ 50 phút ngày 23 tháng 7, Công an xã Vân Nội, huyện Đông Anh tiếp nhận đơn trình báo của chị N.T.N. sinh năm 1992, trú tại Vân Đội, Đông Anh, Hà Nội. Trình báo việc khoảng 1 giờ 30 phút cùng ngày, chị N. điều khiển xe máy mang biển kiểm soát 29R1684XX trên đường gom Võ Nguyên Giáp chiều từ nội bài về Vân Nội. Khi đến cầu vượt đường gom thuộc địa phận thôn Thố Bảo, Vân Nội thì bất ngờ bị 5 người đi trên hai xe máy đuổi theo chặn đầu xe. Ngay sau đó, một người trong nhóm này cầm dao dài khoảng 60cm dí vào cổ chị N, yêu cầu đưa tài sản. Chị N đưa một ví vải màu xanh bên trong có 570.000 đồng, một thẻ ATM, một vé gửi xe, một tiếp bôi nẻ, một thỏi son. Sau đó, nhóm này điều khiển xe tẩu thoát về hướng cầu Nhật Tân. Sau khi nhận được tin báo, các lực lượng công an huyện Đông Anh tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, xác minh điều tra, phát hiện H.M. Quy, sinh năm 2006, trú tại Vân Nội, Đông Anh, Hà Nội, là một trong nhóm 5 người có hành vi cướp tài sản trên. Công an ngay sau đó đã tập trung đấu tranh bắt giữ những người liên quan. Đến 11 giờ cùng ngày, Công an huyện Đông Anh đã đấu tranh khai thác làm rõ và bắt giữ được nhóm người thực hiện hành vi cướp tài sản của chị N, gồm H.M.Quy, sinh năm 2006, trú tại Vân đội Đông Anh, N.B.T., sinh năm 2007, trú tại Nam Hồng, Đông Anh, H.N.G.B., sinh năm 2006, trú tại Kim Nổ, Đông Anh, B.V.L., sinh năm 2007, trú tại Nam Hồng, Đông Anh tờ Quy Hờ, sinh năm 2002, trú tại Bắc Hồng, Đông Anh. Nhóm này cũng đã thực hiện trót lọt 4 vụ cướp giật tài sản và một vụ trộm cắp tài sản tại huyện Đông Anh. Hiện công an huyện Đông Anh đang tạm giữ nhóm thiếu niên để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định pháp luật. Để khép lại bản tin ngày hôm nay, chúng tôi muốn thông tin đến quý vị vụ việc một nhóm thanh niên chém người dừng đèn đỏ tại một ngã tư ở phường 2, thành phố Cà Mau. Ngay sau đó, công an Cà Mau đã nhanh chóng truy tìm thủ phạm để trả lại an ninh trật tự cho địa phương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ 30 phút ngày 20 tháng 7, có 3 người đi trên hai xe máy đang dừng chờ đèn đỏ ở ngã tư đường Phan Ngọc Hiển, Phan Đình Phùng, phường 2, thành phố Cà Mau, thì hai người khác đi xe máy từ phía sau tới gần. Khi chiếc xe phía sau vừa dừng lại, một người cầm hung khí lao tới chém những người đang dừng xe chờ đèn đỏ. Một nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi gây án các đối tượng tẩu thoát, nạn nhân bị chém gục là anh NVT, 27 tuổi, ngụ phường 1, thành phố Cà Mau. Anh tờ bị chém vào cổ và mạng sườn. Công an Cà Mau đã trích xuất camera để phục vụ điều tra truy tìm thủ phạm. thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại